Xin chào quý vị và các bạn. Tôi quay trở lại để cập nhật cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và trả lời câu hỏi về cổ phiếu CTG và cổ phiếu PVT. Thì đầu tiên là về cổ phiếu CTG trước. CTG thì các bạn nhìn thấy ở trên hệ thống của tôi là đã cho điểm mua đây, cho tín hiệu mua. Tuy nhiên là tại cái vị trí này ấy, thì khối lượng nó cũng chưa tăng nhiều lắm. Nó chưa tăng so với cái khối lượng trung bình nhiều. Tuy nhiên là cái điểm này có thể gọi là một điểm mua đẹp. Đấy. Cái hệ thống bên này thì nó chặt chẽ hơn thì nó chưa cho điểm mua. Nhưng tôi cũng đã có rất nhiều cái clip tôi đã cho các bạn xem hai hệ thống này rồi. Cái hệ thống bên này tuy là nó không chặt chẽ bằng cái hệ thống bên kia. Nhưng cái mức độ thành công của các cái điểm mua này nó cũng rất là cao. Đấy, các bạn nhìn thấy. Ở bên kia thì nó cho cái điểm này là điểm mua. Đúng không? Đấy. Cũng không có để mua bởi vì cái khối lượng nó chưa đạt yêu cầu. Đấy. Tuy nhiên đấy là nó cũng có mức độ thành công rất là cao nên tôi vẫn giữ cả hai hệ thống để có thể tìm kiếm được các cái cổ phiếu, không bỏ lỡ các cái cơ hội của các cái cổ phiếu mà cái điểm mua nó vừa mới nhú lên, đúng không? Đấy thì hai cái hệ thống này nó khác nhau nên là cái điểm mua nó khác nhau nhá. Đấy thì hiện tại là CTG nó đang có điểm mua thì đấy, các bạn hỏi xem đồ thị. Thì ngoài ra tôi có thể là cung cấp thông tin về quan hệ mua bán của CTG. Thì hiện tại này, bán thì cũng có lệnh to, mua cũng có lệnh to nhá. Đấy, lệnh đây mua này, lệnh 150.000 của CTG như này là cũng khá to rồi. Bán này 25.000. Bán đấy. Bán 30 ở đây mua nhá, 33.800. Đấy, mua 30.000. Vân vân. Đấy thì về mức giá này thì chúng ta thấy là mua nhiều ở cái mức giá là 53.000. Đấy, là 2 triệu rưỡi cổ phiếu được giao dịch ở mức giá 53.000. 53 và cái quanh đây thì cũng phải tổng chỗ này nó cũng phải mấy triệu đấy, đúng không? 2 triệu rưỡi này, 4 này. Đấy, hoàng cây to à, nó nằm ở chỗ này. Đấy, chỗ này thì gần chục triệu ở chỗ này nhá. Đấy, thì và ở trên hệ thống thì cho điểm mua. Thêm nữa ấy là nó chuẩn bị vượt đỉnh. Đấy, chuẩn bị vượt đỉnh. Về thông tin hỗ trợ thì nó có cái thông tin hỗ trợ này là phê duyệt. Đấy, ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức ấy. Đây. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8 tháng 7. Nó sẽ không, tôi chưa nhìn thấy cái lượng trả cổ tức là bao nhiêu. Không nhìn thấy, hình như nó chưa ghi hay sao. À đây, tỷ lệ đây. Tỷ lệ là khoảng 29%. Ở đâu? À đúng rồi, 29% nhé. Đấy, đấy là chia cổ tức 29%, cứ cho là 30% đi. Thì với cái giá này thì chúng ta tính ra là nếu mà chúng ta mua ấy, đấy thì tính ra là sẽ được khoảng 7% đúng không? 7% sau, nhưng tuy nhiên ấy, sau đó ấy thì cái giá của cái cổ phiếu này sẽ điều chỉnh xuống 7% nhé, giảm đi khoảng 7%. Đấy, và mọi người sẽ có cái kỳ vọng là khi cái thị giá nó giảm đi 7% thì nó sẽ đấy, giảm đi 7% thì nó xuống còn khoảng
50 đúng không? 100 xuống 50 hay 49 48 rồi đấy. Nha. Thì mọi người sẽ kỳ vọng là sau khi nó giảm xuống thì nó lại tăng lên đúng không? Tăng trở về giá trị cũ, ít nhất là về giá trị cũ hoặc là cao hơn. Nên là mọi người sẽ có cái nhu cầu mua, nhưng mà cái thị giá nó giảm thấp quá. Thường những công ty mà trả cổ tức xong ấy, cái thị giá này mà nó sụt sâu này thì nhiều khả năng là nó sẽ quay trở lại đúng không? Đấy là về cổ phiếu CTG. Còn một bạn nữa hỏi là cổ phiếu, tôi xem, bạn Minh Huy, bạn hỏi về cổ phiếu PVT. Lại cổ phiếu PVT PVT thì là vận tải dầu khí nhá. Thì cổ phiếu này nó về cơ bản ấy thì nó cũng đang tốt đúng không? Đang ở cái mức giá tốt. Đấy. Nó tăng được nữa hay không thì không biết, nhưng nó được lợi là nó về vận tải đường thủy hay sao ấy. Đấy, thì nó đang có lợi đấy. Nó không có lợi một cái thằng VOS này, các bạn nhìn thấy nó chạy. VOS đúng không? Đấy, mà bây giờ nó vẫn đang tím đấy. Đấy, nó chạy rất là kinh nhá. Tăng gấp đôi rồi, tăng gần gấp đôi rồi. Thì quay trở lại cổ phiếu PVT, nó là vận tải dầu khí. Thì nó đang có hai cái luồng lợi, một là lợi về giá dầu đấy. Hai, nó liên quan đến dầu khí, nó lợi là giá dầu, hai là nó là công ty vận tải. Xem lại giá dầu cho các bạn nhé. Giá dầu đang giảm, tuy nhiên là nó lên 75.7 rồi, xong nó lại giảm xuống này. Cái cây này với kinh này. Đấy. Đúng không? Nếu như chúng ta nhìn đến một phút đâu, đấy đến một phút. Nhìn cái cây này thì nó rất là kinh đúng không? Đấy, và những cái cảm xúc của những cái bạn mà hay nhìn cái này ấy sẽ vác cổ phiếu cho bán thôi nha. Đấy, và nó đang neo cái mức cao cho nên là rất nhiều người nghĩ là nó sẽ điều chỉnh nên là vác hàng cho bán thôi. Tuy nhiên là đến sáng mai mà nó lên 76 hoặc 77 ấy, thậm chí lên 77 thì phần lớn các cổ phiếu dầu khí là sẽ tím. Phần lớn nhá, hoặc là tăng mạnh lên 77 thôi. Đây nó vẫn chưa vượt cái điểm này. Tôi mở mạng đơ mất rồi. Đây nha các bạn, hình dung này. Đấy, nó chạm vào cái điểm này, nó chưa vượt. Nhưng mà cái kháng cự ở chỗ này là kháng cự yếu thôi nhá. Nó lên 75.5 rồi, nó đã lên 75.7 rồi. Nó sắp vượt rồi. 76 là vượt cái điểm này. Sau khi vượt điểm này thì nó sẽ hướng tới cái mốc này nhá. Hướng tới mốc này. Và các bạn hình dung nha ấy, là có những phiên nó tăng rất là kinh. Đây, có những hôm đây, hôm nay là tăng như thế này là cũng kinh này. Nhá, có những hôm thì nó tăng từ đây. Đấy, từ 74 này. Đây, từ cái hôm này giảm cũng kinh này. Cái hôm này giảm kinh này. Đấy, giảm mạnh. Nha. Thì cái việc mà nó vượt cái điểm này thì cũng tôi nghĩ là cũng rất là nhanh thôi. 83, 85. Đấy, và tôi dự kiến là nó lên cái mốc gọi là 100, 120 này chỉ trong vòng 6 tháng đến, chưa chắc đã đến 1 năm đâu. 6 tháng, hơn 6 tháng thôi. Nha. Đấy. Đấy là câu chuyện của giá dầu. Thì vì nó có hưởng lợi như thế, tuy nhiên ấy là nó đang neo cái mức cao nên là sẽ có nhiều người ở dưới này, người ta đã chốt lời, người ta sẽ vác hàng cho người ta bán đúng không? Người ta vác hàng người ta bán, bởi vì người ta nếu như mà người ta mua từ dưới này thì người ta đã có cái lợi nhuận đáng kể rồi. Đấy, lợi nhuận đang là 29-30% rồi, 28% rồi. Đấy, nó lợi rất lãi, đang lãi rất là nhiều rồi, và những người mà đầu tư ngắn hạn thì người ta sẽ bán ở chỗ này. Đây, bán từ những cái chỗ đỏ này, một cây đỏ đã bán bớt rồi nhé, bán bớt rồi, trong xanh này nó không lên được, đến đây lại bán bớt. Trong xanh này đến mai mà nó đỏ thì lại bán tiếp đúng không? Còn mai mà lên ấy thì người ta sẽ tính sau, nó sẽ có những người khác có nhu cầu, người ta sẽ vào mua sau nhá. Đấy, còn ở trên đồ thị bên này thì PVT thì có điểm mua từ đây nhá.
và đây đang ở trên cao, và khối lượng ngày hôm nay nó cũng không tăng nhiều, nó cũng không vượt được cái khối lượng trung bình, nên nó cũng chưa tạo ra một cái điểm đột biến. Tuy nhiên nên là cái tín hiệu của đường MA ấy thì nó chưa xấu, nó đang rất là đẹp, nó đang nằm ở cái trend tăng nhé, đang đẹp. Đấy, đấy là hai trả lời câu hỏi về hai cổ phiếu CTG và PVT. Tiếp theo cho các bạn cái danh mục cổ phiếu tiềm năng để các bạn có thể lựa chọn trong tối hôm nay, để sáng mai có thể giao dịch được. Hôm nay không nhiều lắm đúng không? Hôm nay có 10 cổ phiếu thôi. Đấy nhá, hôm nay không nhiều lắm, có 10 cổ phiếu thôi. Có những hôm rất khó tìm, tìm rất ít cổ phiếu nhá. Thì đầu tiên là DRC này, DRC nhá. Hai là SBS này, SBS hôm nay cũng giảm tăng mạnh nhá. AAS này, AAS thì tôi cho từ trong này rồi nhá, từ đây này. Đấy. CTD. CTD thì hôm nay là một phiên đẹp đấy nhá. Bên này khả năng là một cây mua. Đấy, hôm nay là phiên mua ở bên này nhá. NAF, đấy, NAF cũng đang đẹp nhá. DAH, DAH thì cũng là mua ở phiên trong nhá, nhưng hôm nay cũng có thể là mua được, tăng thêm khối lượng. EVS này vẫn đang tăng mạnh nhá, tôi mua từ chặn mãi trong này. Đấy. BFC thì phiên mua là cây này nhá, và đang tăng mạnh, vẫn đang đẹp, hôm nay là có thể là mua thêm được đúng không? HII nhá, HII thì cho từ mấy hôm trước rồi. Và cuối cùng là TTB thì hôm nay là phiên mua nhá. Đấy, cho tín hiệu mua này. Đấy, tôi cho thêm một cái danh sách nữa cho nó nhiều đúng không? Nhưng mà chắc là nó sẽ giao thoa với nhau thôi. Cái bên này còn ít hơn cơ. Đấy, bên này thì cũng trùng thôi. DRC nhá, là phiên mua nhá. SBS phiên mua nhá. ASS. NAF nhá. Và TTB thì tất cả cổ phiếu này nó sẽ trùng với bên kia thôi. Nó 5 cổ phiếu nhá. Đấy là những cổ phiếu tiềm năng. Và các bạn có thể lựa chọn ở trong đấy. Thì cái xác suất thành công của những cổ phiếu đấy là rất là cao. Bên này 5 nhá. Xem lại bên này bao nhiêu. Bên này 10 nhá. Bên này 10 nhưng hình như là trùng với bên kia nên nó chỉ có 10 cổ phiếu thôi. Các bạn lựa chọn. Cuối cùng chúc các bạn lựa chọn được những cổ phiếu tốt, đầu tư thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận trên sàn chứng khoán. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Chào các bạn.